Kính thưa quý vị, Quỹ Khansi là một tổ chức phi lợi nhuận của Phật giáo Tây Tạng. Quỹ Khansi được đặt theo tên của Ngài Dông Sát Khansi quỹ hướng tới nhiều hoạt động trong cộng đồng Phật giáo. Thời gian gần đây, các nhà điều hành quỹ đã quyết định dồn nhân lực và tài lực để triển khai dự án đào tạo phiên dịch viên để phiên dịch kinh điển Phật giáo. Ngài Dông Sát là hóa thân của Đức Tram Danh Khansi Wangpo, người đã sáng lập dòng truyền thừa GNC từ nhỏ, Ngài Sonsa Khyentse Rinpoche đã được học đạo với Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 và những vị thầy vĩ đại khác trong truyền thống Tây Tạng. Trưởng thành, Ngài đã đi vân du và giáo hóa ở nhiều quốc gia trên thế giới và đã thiết lập các trung tâm tu học ở Bắc Mỹ và một số quốc gia khác trên thế giới. Ngài Sonsa Khyentse Rinpoche còn là một nhà văn, một nhà làm phim. Ngài đã lập quỹ Khyentse vào năm 2001 quỹ hướng tới nhiều hoạt động trong cộng đồng phật giáo như là hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho các tự viện phật giáo thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng cho các tu sĩ phật giáo tài trợ kinh phí cho cư sĩ phật tử tham gia các chương trình nghiên cứu các khóa tu học tài trợ kinh phí cho các chương trình giáo dục dành cho thanh thiếu niên hợp tác với các trường đại học để thúc đẩy các chương trình nghiên cứu phật học bảo tồn kinh sách và chuyển dịch kinh điển sang nhiều ngôn ngữ khác nhau trao thưởng cho những nhân vật kiệt xuất trong các công tác Phật sự và cấp học bổng cho các học viên học chương trình Phật học tại các trường đại học trên thế giới. Gần đây, ban điều hành đã triển khai dự án Kumala Thập. Đây là một dự án dịch thuật kinh điển đa ngôn ngữ. Và theo thông tin từ quỹ Khiense, thời gian này quỹ sẽ ưu tiên cho công tác đào tạo, bồi dưỡng các viên dịch viên để họ có thể tham gia và làm tốt công việc dịch thuật mà quỹ đang tiến hành. Đến nay, dự án Kumala Thập đã được triển khai được 3 năm và đã dịch được nhiều kinh sách Phật giáo Tây Tạng từ tiếng Tạng sang tiếng Hoa. Nhà điều hành quỹ Khiên Xê cho biết, tính đến nay, quỹ đã quy tụ được 17 dịch giả nhiệt tâm đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Chúng tôi cũng sẽ tuyển mộ thêm những người mới để đào tạo và cùng tham gia vào dự án. Ngài Song Sa Khiên Rinpoche chia sẻ, Chúng tôi biết đây là một công tác có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chúng ta là những người con Phật, nếu chúng ta không làm điều này, chúng ta sẽ rất đau lòng khi để những kinh sách giá trị bị chìm vào quên lãng. Vì vậy, chúng ta phải làm công việc này. Trong quá trình triển khai công tác dịch thuật, dự án thiếu hụt nghiêm trọng các dịch giả có trình độ. Thành công lâu dài của việc dịch kinh điển phụ thuộc vào nỗ lực của chúng tôi trong việc đào tạo bồi dưỡng thế hệ dịch giả tiếp theo trong những năm tới. Do vậy, chúng tôi cần chuyển trọng tâm của mình từ việc dịch thuật sang việc đào tạo biên dịch viên dự án dịch thuật của quỹ khen Sê có tên là dự án kuma la thập vì ngài kuma la thập là một vị tăng sĩ và một nhà dịch thuật vĩ đại thời xưa ngài đã dịch rất nhiều kinh sách phật giáo từ tiếng ấn độ sang tiếng trung hoa nhờ vào các công trình dịch thuật của ngài mà giáo lý và triết học của phật giáo đã được phổ biến ở trung quốc quỹ khen Sê muốn học theo công hạnh của ngài kuma la thập muốn tiếp nối sự nghiệp dịch thuật của ngài nên đã lấy tên ngài đặt cho dự án dịch thuật của mình